đứng đấy còn sợ. Thằng Phật dậy thì nó còn còi. Trời coi như vậy, nó xem nhìn lại thì nó mà rỉnh ra nó sổ bố rồi vậy. Coi thì phải phi luôn đi. Bên ngoài nó chắc là thơm lắm đấy. Chắc thật. Mình ở trong đây cũng